làm nồi cho suốt 50 tại tiệm sửa xe khách. Đang tháo để làm nha nè. Tí chuyên rửa nồi nha. Anh em nào chạy xe suốt máy yếu hao xăng ở qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Khánh có nhận làm nồi làm máy cho anh em. Nhận nó cấp máy lên full 100, 110, 125, 135, 150, 175 nha anh em. Cho anh em đi học khỏi dễ học ha. Lên xe là phóng thôi. Anh em bữa sau không tới tiệm thì liên hệ Khánh để gửi xe mua hàng ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535.